Hiện nay, các cơ sở khám chữa bệnh tại tỉnh Hưng Yên thường xuyên phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn máu dự trữ với tổng số lượng gần 2.000 đơn vị máu một năm. Trước thực trạng mang tính cấp bách ấy, rất cần sự chung tay của mọi người, bởi hiến máu tình nguyện không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn thể hiện lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng. Phản ánh nhân kỷ niệm 22 năm ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, mùng 7 tháng 4 năm 2000, mùng 7 tháng 4 năm 2022. Mặc dù mới 7 tuổi xong 4 năm nay, cháu Đặng Thị Hồng Diệp ở xã Phù Ủng, huyện Ân Thi định kỳ hàng tháng phải đến khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên để truyền máu. Với căn bệnh thiếu máu, tan máu bẩm sinh của Diệp, việc có nguồn máu phù hợp kịp thời có ý nghĩa tiên quyết trong quá trình điều trị bệnh. Hàng tháng cháu đi truyền máu một lần, mà nếu không có thì con em nó sẽ yếu đi. Em cảm ơn bác sĩ với cả mọi người đã kịp thời hiến máu cho con em. Trung bình mỗi tháng, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên sử dụng từ 30 đến 40 đơn vị máu. Thực tế, trong quá trình cấp cứu và điều trị, thường xuyên đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện là những tình nguyện viên hiến máu cứu sống bệnh nhi. Hàng tháng, khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cũng tiếp nhận rất là nhiều trường hợp các bệnh nhi vào viện với tình trạng thiếu máu nặng. Tuy nhiên là với nguồn dự trữ máu hiện nay cũng rất là khan hiếm, vì vậy tôi hiến máu tình nguyện gần chục lần, trong đấy đã có những lần phải hiến máu cho bệnh nhân cấp cứu trong kiếp trực. Với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, thời gian qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong tỉnh, các cơ quan, trường học, doanh nghiệp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi tất cả mọi người dân đủ điều kiện tham gia hiến máu, chia sẻ với người bệnh bằng cách hiến máu nhân đạo. Tôi cũng rất vui bởi vì được chia sẻ những giọt máu đào để cho những người bệnh. Sẽ hiến máu đến khi nào mà không còn đủ sức khỏe để hiến nữa thì thôi. Đợt hiến máu tôi tổ chức vào cuối tháng 3 thu hút được hơn 1.200 người đến. Đấy là một con số tương đối là thành công. Kế hoạch của năm 2022 chúng tôi cũng đặt mục tiêu là đạt 150% kế hoạch tỉnh giao. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 9 đợt hiến máu, thu được 2.700 đơn vị máu. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phấn đấu năm 2022, tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tình nguyện đạt 1,5%, góp phần tích cực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.